Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại làm Quang Béo đây. Thì hôm nay thì bên siêu thị ô tô Hà Nội được một dịp rất là quý khi mà được bên nhà đài VTV đến siêu thị ô tô Hà Nội để quay video, quay để cho lên trên kênh TV khi mà nói về cái chủ đề là thị trường xe ô tô hiện tại như thế nào. Đấy. Thì đây em Quang sẽ cho quý anh chị cùng xem ha. Đi mình đi một vòng đi. Cái nội dung xe hôm nay em Quang quay cho quý anh chị thì em Quang sẽ cập nhật những con xe mới về cho quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ bảy nha. Thì kính chúc quý anh chị ngày thứ bảy cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cũng như là xả chết để chuẩn bị tinh thần cho công việc một ngày làm việc mới nha. Đây, VTV 9 và có thể là tối hôm nay hoặc là ngày mai là sẽ được lên. Nên nếu được quý anh chị hãy đón chờ video ở trên kênh VTV 9 nha quý anh chị nha. Rồi, đây ở đây thì đang quay tài liệu. Còn ở đây thì là chị MC đó. Rồi thôi thì nếu như được thì mong quý anh chị và bây giờ chúng ta mong quý anh chị sẽ lên để ủng hộ cho siêu thị ô tô Hà Nội cũng như là VTV 9 và bây giờ em quay mời quý anh chị cùng vào nội dung video xe ngày hôm nay và xin nhắc lại nha, địa chỉ bên ngoài là 389 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Ok và vừa rồi là mới quay với đoàn VTV nha quý anh chị, thì bây giờ em quay mời quý anh chị đến với nội dung ngày hôm nay. Con xe đầu tiên quay mang tới cho quý anh chị đó chính là một con Kia Sportage được sản xuất 2022. Con xe này thì cũng đã lên được 3-4 ngày rồi ha. Thì em quay sẽ cho quý anh chị xem sơ và mình nói nhanh thông tin xe này nha. Con này là Kia Sportage X-Line Signature sản xuất 2022, odo 15.000 cây, máy xăng số tự động 2.0 và hiện tại đang được em quay chào bán với một cái mức giá chỉ có là 928 triệu để sửa con xe này thôi. Và nước sơn zin thì còn khá là mới, hơn 95%, hơn 98% nha. Và em quay mời quý anh chị cùng đi một vòng xem con xe này. 98 thì hơi quá, con này 99.99% nha quý anh chị nha. Đấy. Bệ bước đầy đủ hết. Và mời quý anh chị cùng vào bên trong khoang nội thất để xem vô lăng ghế cũng như là cần số nha. Rồi hiện tại thì hôm nay giọng em Quang có hơi bị khô, hơi bị ho, tí quý chị thông cảm cho em Quang. Rồi đây mời quý chị cùng ra đằng sau để xem phần đằng sau này ha. Về đằng sau này quý chị sẽ sở hữu một cái cốp khá là to và một cái thanh này Quang cũng hay nói với quý anh chị ha, thanh này thì rất là giá trị. Quý anh chị đi mua xe cũ thì phải nên kiểm tra những cái thanh như thế này. Và bây giờ em Quang sẽ cho quý anh chị xem bánh sơ cua đường nghề đầy đủ hết luôn đó, nên quý anh chị cứ yên tâm mà khi mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội. Bánh sơ cua con này á, em Quang thắc mắc một tí là tại sao cái bánh này là đã là bánh nguyên zin nhưng mà tại sao lại là không có đường chỉ nha quý anh chị ha. Đấy, em Quang không biết, nếu quý anh chị nào biết thì đây là phần bình luận bên dưới cho em Quang nha. Lúc nãy em Quang quên VTV tới Quang quên nói về cái bảo hành bên Quang, thì bây giờ Quang cũng sẽ nói luôn. Không chỉ riêng con xe này mà tất cả các xe ở đây nói chung sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước vào động cơ, số nguyên zin, bảo hành cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây nha. Đó. Rồi xin nhắc lại, đây là Kia Sportage sản xuất 2022, odo 15.000 cây, Signature X-Line. Đang được em Quang chào bán với mức giá 928 triệu, odo 15.000 cây, bản máy xăng số tự động nha, 2.0. Rồi, mình tiếp theo lại qua tới hai con xe bên đây nha quý anh chị. Đây, Ford Everest Titanium, máy dầu một cầu, sản xuất 2022 nhưng mà con này là cuối 2022 nha. Tại sao em Quang biết con này cuối 2022? Bởi vì con này một cầu mà có cả biturbo nha quý anh chị ha. Thường thường những cái form trước đó một cầu là sẽ không có biturbo, nó chỉ là một cái turbo thường thôi. Biturbo chỉ áp dụng cho bản hai cầu thôi nha. 22 odo thì chỉ mới có 12.000 cây thôi, một con xe rất là đẹp. Con xe này về là em Quang chưa kịp rửa luôn, chưa kịp dọn luôn, chỉ rửa nước lã rồi cho lên showroom thôi. Đấy, đăng kiểm thì đầy đủ hết cho quý anh chị, xe cực đẹp. Đây cho quý anh chị xem bên trong nội thất. Odo 12.000 cây thì rất là đẹp và không cần phải bàn cãi rồi. Có cả bể bước, đồ dán phim cách nhiệt đầy đủ hết nha quý anh chị nha. Rồi, như quý anh chị đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh vô lăng, cần số cũng như là ghế da của xe. Xe có Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ hết và đã được chủ người ta bọc trần ha quý anh chị ha. Đó, bọc trần ni lông, rất là đẹp, rất là sạch xe.
Và mời quý anh chị cùng ra hàng ghế sau. Sorry quý anh chị, ra cớp đi. Tại vì cái con hàng ghế sau này rất là đẹp, không cần phải nhìn nữa rồi. Rồi, cũng có cả cửa gió nè, cớp thì khá là rộng rãi. Và đây những đồ mà chủ người ta để sao là ngoài sẽ để vậy cho quý anh chị luôn. Đồ nghề đầy đủ hết, không thiếu một cái gì ha. Bánh sơ cua con này là em quan nhớ là chưa hạ luôn thì phải. Ghế chỉnh điện nha. Rồi, titanium là ghế chỉnh điện rồi. Sở hữu lên tới 10 loa, nghe cực kỳ sướng, cực kỳ hay luôn. Rồi, xin nhắc lại đây là Ford Everest Titanium, máy dầu một cầu, sản xuất 2022, B2O nha quý anh chị. Số tự động, nhập Thái Lan quý một con. Và đây là em quan chào bạn với mức giá là 1 tỷ 030 triệu để sở hữu con Ford Everest này nha. Rồi kế đây là một con xe em quay cũng vừa mới lên, Chevrolet Trailblazer máy dầu số tự động, bản 2 cầu nha quý anh chị ha, nhập Thái Lan luôn. Bản này là bản LTZ, sản xuất 2019, Odo 6 vạn và đang được em quan chào bán với một cái mức giá chưa tới 700 triệu. Bây giờ sở hữu máy dầu 7 chỗ, gầm cao, máy thoáng mà giá chưa tới 700 triệu thì đây chỉ là một cái sự lựa chọn hợp lý cho quý anh chị thôi. 685 triệu nha, bản 2 cầu. Đấy, quý anh chị có thể đi upright nè, picnic cắm trại đồ rất là ok, cảm biến trước sau đầy đủ hết, đèn ô tô gạt mưa đầy đủ luôn. Đây mời tiến qua bên hông quay cho quý anh chị xem ha. Lớp thì còn rất là mới nè. Đó, mâm rồ làm mâm khoay, gương gặp chỉnh điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và cảnh báo điểm mù, bệ bước đầy đủ hết. Và mời quý anh chị cùng vào bên trong khoang nội thất. Ghế tài và ghế phụ chỉnh điện ha. Vô lăng thì đã được chủ người ta bọc da cá sấu. Màn hình thì đầy đủ mọi tính năng. Đó. Rồi. Cần số và có cái phần chỉnh cầu nha quý anh chị ha. Và bây giờ em quay mời quý anh chị cùng ra đằng sau đi. Đây, về đằng sau ở đây quý anh chị có thể nhìn thấy một cái cốp khá là rộng ha. Ốc yết rồi đã được bên qua dán bảo hành lại hết nè. Rồi, khi mà ở đây quý anh chị mà gặp cái hàng ghế giữa nó cũng sẽ gặp bằng luôn. Mình có thể bỏ một tấm nệm lên đi picnic cắm trại đồ rất là ok. Đồ nghề đầy đủ và bánh sơ cua thì còn rất là mới. Rồi. Và đó là chi tiết của ba con xe trong video ngày hôm nay em quay cho quý anh chị. Đó chính là một con Sportay X-Line 2022, 15.000 cây, máy xăng số tự động 2.0. Đây là em quay chào bán với mức giá là 928 triệu. Con Chevrolet Trailblazer này là LTZ 2018, bản 2 cầu, máy dầu nhập Thái Lan 2.5. Đây là em quay chào bán với mức giá là 685 triệu, Odo 6 vạn. Và bên đây là một con Ford Everest Titanium máy dầu bản một cầu. Nhưng mà đây là B2BO số tự động ha, nhập Thái Lan luôn. Và đây là quan trọng bản mức giá là 1 tỷ 030 triệu. Và bây giờ em quay mời quý anh chị cùng qua bên Gara ô tô Hà Nội. Nhưng mà trước khi qua, em quay sẽ đọc giá con này luôn cũng vừa mới lên ha. Đọc giá thôi. Ford Ranger Wheeljack 2 cầu 2.0 B2BO sản xuất 2018, Odo 6 vạn. Và đang được em quan trọng bản mức giá là 655 triệu thôi. Và bây giờ chúng ta cùng qua bên Gara ô tô Hà Nội nha quý anh chị nha. Let's go. Rồi ok, quý anh chị và các bạn đã qua tới Gara ô tô Hà Nội nha. Và bên đây là bên Gara của em Quang. Thì tất cả các xe Quang cam kết lại một lần nữa cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, sẽ được bảo hành, bảo dưỡng tại đây. Cũng như là quý anh chị đang có nhu cầu làm bảo hiểm hoặc là detailing spa, làm máy thì cứ đến thẳng Gara ô tô Hà Nội nha. Rồi, và đây là những con xe mà em Quang đã bán rồi. Thì em Quang sẽ cập nhật lại một chút xíu. Ở đây có một con Brzo vừa mới về đây. Vừa mới về lại. Con xe này em Quang vừa mới bán xong. Nay khách người ta đã đổi một cái con xe khác to hơn. Tại cái xe này thì 7 chỗ. Nhưng mà ở bên trong thì nội thất nó hơi nhỏ một chút xíu. Người ta ngồi thì nó hơi bị hẹp. Đấy. Người ta đi 7 người. Nhưng mà người ta đang thích cái ghế massage. Thích cái foam con này đẹp quá. Người ta đi để trải nghiệm thử ha. Đây là Brzo 5008 sản xuất 2020. Con này là 2020. Để quan check lại giá ha, con này hiện tại em quay đang chào bán với mức giá chỉ có loanh quanh khoảng 810 triệu thôi. Đây thì trong quá trình đó mời tiến quay một vòng cho quý anh chị xem đi. Xe mang biển số thành phố nha quý anh chị. Đăng kiểm thì tới tháng 7 2024 luôn. Rất là ok ha. Rồi, để em quay check lại cho quý anh chị. 2020 Odo 3 vạn và đang được em quay vừa mới bớt giá còn 868 triệu cho quý anh chị ha. Một cái mức giá rất là dễ dàng tiếp cận. Xe rất là đẹp và con xe này thì em Quang cũng hay nói vui là có thể trị được xương khớp ha. Trị ra xương khớp bởi vì con xe này có ghế massage nha quý anh chị ha. Ngồi rất là ok. Máy xăng 1.6 turbo 868 triệu để sở hữu Brzo 508 2020 Odo 3 vạn này ha. Đó, xe màu đỏ rất là đẹp luôn.
Ở đây thì là một con Honda Accord vừa mới về. Thì cũng để em Quang check lại thông tin xe này cho quý anh chị ha. Một con Accord rất là đẹp. À, con này thì em Quang nhớ là sản xuất 2016 nha quý anh chị. Đây, Honda Accord. Thì con xe này chưa có thông tin trên hệ thống rồi, em Quang sẽ cập nhật sau cho quý anh chị ha. Đó, con xe rất là đẹp, phân khúc D. Đây, mời quý anh chị xem sơ. Xe này thì vừa mới detailing spa xong, máy móc đồ rất là đẹp ha. Đó, đã được bên Quang vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đây, cho quý anh chị nhà xem nha. Đó, nội thất thì rất là đẹp. Xe thì rất là bóng lưỡng ha, đời 16. À, sorry quý anh chị, con này là sản xuất 2018 nhưng phải là 2016 nha. Sản xuất 2018, Quang xin nhắc lại một lần nữa là 18 nha. Đó. Rồi, con xe này thì Quang sẽ cập nhật giá sau cho quý anh chị khi xe lên hệ thống nha. Rồi, ok, Quang tiếp tục mời quý anh chị qua bên đây đi. Rồi, đây là Accord 2018. Bản như là máy 2.4 thì phải, em Quang nhớ là máy 2.4. Rồi. Một con Nissan Navara vừa mới về đây. Bản này là bản L Premium nha, bản cao cấp của bà phiên bản L ha. Máy dầu, số tự động. Con này để Quang coi lại nội thất cho quý anh chị. Số tự động, máy dầu số tự động một cầu. Đây, mời Tiến quay cho quý anh chị xem. Đã được chủ người ta bọc da lại hết rồi. Đó. Rồi, con này là Nissan Navara sản xuất 2019. Đó, xe được sổ nước sơn màu cam và đang được em Quang chào bán với mức giá chưa tới 500 triệu nữa. Chỉ ngang ngửa một con i10 Morning bản giữa thôi. Giá 485 triệu để sở hữu một con Nissan Navara bản full premium. Rất là ok. Rồi, em Quang lại tiếp tục mời quý anh chị qua bên đây. Con này thì Ford Everest em Quang đã bán rồi. Rồi, ở đây thì là có một cái con Mercedes E300 nha. Con xe này thì em Quang đang nâng bánh lên để đi kiểm tra lại cái lớp coi cái lớp nó có bị lủng lỗ hay gì không, mình vá ha. Đó, con xe rất là đẹp, Mercedes E300 AMG. Lớp của chúng ta là lớp ring flat rồi, nên quý anh chị cứ yên tâm chạy thoải mái, vá thì là chuyện bình thường thôi. Đấy, sản xuất 2021 và đang được em Quang chào bán với mức giá là hơn 2 tỷ nha quý anh chị ha, hơn 2 tỷ luôn. Rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục. À, cái con E300 đó thì em Quang xin phép che lại biển số tí. À, sản xuất 21 Odo thì chỉ mới có một vạn mai thôi. Thì em Quang đứng đây đọc thông tin cho quý anh chị ha. Tại vì chủ cũ người ta không muốn cho cái xe lên sóng nha quý anh chị. Rồi, ok. Con xe đó bây giờ mà quý anh chị mua mới là phải hơn 3 tỷ ha. Mà bây giờ em Quang bán chỉ có hơn 2 tỷ thôi. Toyota Hiace sản xuất 2016. Odo 8 vạn, 16 chỗ và đây là hàng siêu hiếm tại siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị. Rất là đẹp, không cần phải bàn cãi rồi. Con này là 16 chỗ, đây mời quý anh chị qua bên đây xem. Xe của chúng ta sở hữu cửa lùa, chạy bằng cơm. Ngồi thì rất là rộng rãi và có thể đi lên được tới 16 người. Nhưng mà để lưu hành con xe này quý anh chị phải sở hữu bằng D thì quý anh chị mới có thể chạy được ha. Rồi. À, đọc giá con này cho quý anh chị luôn, 520 triệu nha quý anh chị, Toyota Hiace. Đó. Và để Quang qua bên đây xem coi là còn con xe nào hay không. Rồi, ở đây thì là một con Honda Civic nha quý anh chị. Đó, bản E. Con xe này hôm trước Quang cũng có nói rồi. Thì khi mà xe là để Quang bán cho khách là phải đạt chuẩn ha. Thì cái con xe này là cái cản trước là đã có dặm tuốt lại nhưng mà không đạt chuẩn thì em Quang qua cho làm lại. Nhưng mà nay đã rất là đẹp rồi ha. Đây, con này Odo 5 vạn nhưng mà bánh sơ cua chưa hạ luôn, rất là đẹp. Đó. Sàn 5D, đồ ốc yết, đồ bao hết cho quý anh chị, cực kỳ đẹp. Kể cả vô lăng, ghế da và đã được chủ người ta lên rất là nhiều đồ chơi. Như là một cái màn hình ZTAC nè. Đó. Rồi, ok. Tiến mở mình cái khoang máy được không? Tiến giật mình cái khoang máy cái. Ở đây thì đã được chủ người ta lên 4 cái mâm ha. 4 cái mâm rất là đẹp. Rồi đây, cho quý anh chị cùng xem. Đây. Đăng kiểm thì tới tháng 12, 2023. Xe này đã được dọn lại xong rồi nha quý anh chị ha. Chỉ còn có vệ sinh là khoan máy một tí nữa là ok. Tay máy 1.8. Chạy rất là ngon. Rồi, một lần nữa xin nhắc lại con xe này. Nói riêng và tất cả các xe nói chung ở đây, cam kết lại một lần nữa cho quý anh chị không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành cho quý anh chị lên đầy đủ lên tới 12 tháng 20.000 cây luôn.
Và nếu quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm một cái con xe nào tại siêu thị ô tô Hà Nội thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang nha quý anh chị nha. Và bây giờ chúng ta cùng về bên showroom đi. Về bên showroom để cập nhật một vài xe nữa. Thì ở đây là những cái con xe Quang vừa mới về. Thì Quang sẽ quay sơ sơ cho quý anh chị xem về cái xe chưa lên showroom thôi. Khi mà xe lên showroom thì Quang sẽ quay chi tiết cho quý anh chị ha. Và cái này thì Quang đang mồi cho quý anh chị rực lửa trong người. Rồi chúng ta cùng đi về bển thôi. Let's go. Ok, và em quay lại tiếp tục mời quý anh chị về lại bên showroom. Và ở đây thì khi mà mới về thì có con xe này cũng vừa mới về luôn, quay cho quý anh chị xem. Kia Sirona máy dầu, bản này là bản tiêu chuẩn ha. Bản tiêu chuẩn thì sẽ không có cửa sổ trời nha quý anh chị ha. Đây thì tem lốp cửa rồi. Đây, ở quay sơ cho quý anh chị xem thôi, không có cửa sổ trời. Sản xuất 2020, Odo thì cũng rất là ít thôi. Và đang được em Quang chào Odo khoảng 4 vạn. Và đang được em Quang chào bán với mức giá là chỉ hơn 800 tí thôi nha quý anh chị ha. Máy dầu 20. Thì những quý anh chị nào mà mua mà để kinh doanh vận tải thì đây là một trong những sự chọn hợp lý cho quý anh chị ha. Cái con xe này giá thành cực kỳ rẻ và ngồi rất là rộng rãi nha. Rồi, em Quang lại tiếp tục mình video thì thời lượng này thì hơi ngắn một chút xíu. Em Quang sẽ tiếp tục quay một vài con xe giảm giá đi. Xe này thì chưa có giảm. Đây, từ từ để Quang xem mấy con xe mới giảm giá bên đây. Một cặp xe Đức. Bên tay phải em Quang là con Audi A4 sản xuất 2016, form 2017. Con xe này em Quang đang chào bán với mức giá là 865 triệu. Bớt cho 860 triệu bớt cho quý anh chị nay còn 790 triệu, hạ hẳn 50 cho quý anh chị luôn. Odo 8 vạn nha quý anh chị. Động cơ Twin Power Turbo TFSI đó là ok ha. Bên đây là BMW 320 2016 máy V48, máy cũ của nó là N20, con này máy mới nha, máy V48 nha. Chạy rất là ngon, đã được tinh chỉnh lại. Đó, chạy không cần phải bàn cãi rồi. Đời sản xuất 2016 luôn, Odo 8 vạn luôn, máy 2.0 Wind Power Turbo luôn. Và đây là quan chào bán với mức giá là 735 triệu nha quý anh chị ha. Xe này hôm trước quan bán là 795, nay bớt cho quý chị còn 735 triệu thôi. Rất là ok ha. Rồi qua bên đây. Chúng ta sẽ có một con Kia K5 bản Cityline cao cấp nhất, sản xuất 2022, Odo 14.000 cây. Và đang được em Quang chào bán với mức giá là 735 triệu. Con xe này Quang sẽ có một cái mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị nữa khi mà quý anh chị đến thẳng siêu thị ô tô Hà Nội nha. Nội thất màu đỏ rất là đẹp ha. Đăng kiểm thì là tới tháng 10/2024. Máy xăng số tự động 2.5 nha quý anh chị. Rồi, có cả cửa sổ trời panorama luôn. Ở đây, em Quang có một con Peugeot 508 sản xuất 2018. Thì cái con xe này hiện tại đang được em Quang bớt giá ha. Là thôi, quý anh chị cứ đến siêu thị ô tô Hà Nội đi mà sẽ có mức giá ưu đãi tốt hơn cho quý anh chị. Odo 6 vạn. Và đây được em Quang chào bán với mức giá 795 triệu. Bản này là máy bản full alu, có ghế máy xa, rất là ngon. Máy xăng 1.6 turbo. Rồi, em Quang xin quay hai con cuối trong video ngày hôm nay, cập nhật giá mới cho quý anh chị. Hai con Land Rover Range Rover Autobiography. Con này là super chạc máy xăng 5.0 sản xuất 2013 và đang được em Quang chào bán với mức giá là 2.799 triệu ha quý anh chị ha. 5.0 máy xăng super chạc, chạy thì rất là ngon rồi, bản hai cầu luôn, không cần phải bàn cãi ha. Và bên tay phải Quang là máy dầu 4.4. Con này là sản xuất 24 thì thời điểm 24 chỉ có khoảng 20 xe thôi. Và đang được em Quang chào bán với mức giá là 3.100 triệu nha quý anh chị nha. Đó, một cái con xe thì rất là đẹp luôn. Và em Quang sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem. Hoặc là quý anh chị có thể đến thẳng siêu thị ô tô Hà Nội để xem hai con xe ngày hôm nay. Và thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, thì Quang chắc cũng xin kết thúc video tại đây đi. Và nếu quý anh chị thấy video này hay, cho Quang xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị nha. Và nếu quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm một cái con xe nào thì cứ liên hệ ngay cho em Quang. Em Quang sẽ có mức giá cạnh tranh, một cái mức giá ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị. Hoặc là quý anh chị đang có nhu cầu bán xe đổi xe cứ liên hệ nha, em Quang sẽ mua mức giá cạnh tranh nhất cho quý anh chị luôn. Và xin nhắc lại địa chỉ, bên em Quang là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn. Và bên kia là gara ô tô Hà Nội. Thì tất cả các xe em Quang bán ra sẽ một lần nữa cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin, bảo hành
bảo hiểm cũng như là detailing spa đầy đủ cho quý anh chị thoải mái khi mà quý anh chị đến thẳng Gara Auto Hà Nội nha. Và cảm ơn nhà đài VTV và rất là hân hạnh mà hôm nay nhà đài tới để quay phỏng vấn bên siêu thị ô tô Hà Nội. Cảm ơn bên nhà đài rất là nhiều, cũng như là chị phỏng vấn nè, và đã phỏng vấn về cái thị trường xe ô tô đã qua sử dụng và để cho mọi người hiểu hơn về xe đã qua sử dụng như thế nào. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha. Bye bye.